cô dâu mới vào hào môn, đêm tân hôn, đột nhiên bị cả nhà truy sát. 12 giờ trước, một đám cưới vừa mới diễn ra. Bố mẹ của nữ chính đã mất từ khi cô còn nhỏ. Bây giờ được gả vào một nhà giàu, thẳng thắn mà nói thì đây là ước mơ của mọi cô gái. Sau lễ cưới, chồng cô ấy hơi kỳ lạ, ấp úng như nói với cô, đêm nay tất cả gia đình phải cùng chơi một trò chơi. Người có tiền quả nhiên rất biết chơi. Nữ chính vừa được gả vào nhà nên sẽ rất ngại nếu từ chối. Cô ấy đã đồng ý. Đến phòng khách, nữ chính chào hỏi các thành viên trong gia đình. Cả gia đình nhà chồng đều là người Nhật, chỉ có bố, mẹ và cô anh chồng là khác biệt. Anh chồng còn có một người chị gái. Người đàn ông mập mập bên cạnh chị gái anh chính là anh rể. Người đàn ông đẹp trai kia là anh trai chồng. Chị dâu nhìn cũng có chút hung dữ. Trước khi trò chơi bắt đầu, bố giới thiệu sơ qua về lịch sử gia đình họ. Ông nội của anh ấy chỉ là một thủy thủ bình thường. Có hôm hôm, ông cùng một người thần bí đánh cược, thắng được một chiếc hộp thần bí. Người đàn ông thần bí đó cũng hứa cho ông một điều ước. Sau đó, gia đình họ bắt đầu trò chơi và chiếc hộp này trở thành vật báu gia truyền của nhà họ. Miễn là thành viên mới tham gia đều phải tham gia trò chơi này. Rốt cuộc thì trò chơi này chơi như thế nào? Nó phụ thuộc vào thẻ mà thành viên mới rút ra. Nữ chính cảm thấy có chút hứng thú. Kết quả, rút thẻ bài ra, rồi khi cô lập thẻ lại bài lại, cả nhà choáng váng. Bố nói con có thể trốn ở bất cứ đâu trong nhà, đếm từ 1 tới 100, cả nhà sẽ đi tìm con. Tất nhiên, công bằng mà nói, anh ta sẽ nói như đầu voi đuôi chuột. Trò chơi bắt đầu, mọi người cầm lên tay, rúng, nọ, triều. Chẳng lẽ chơi trốn tìm lại cần những thứ này sao? Đây là trò chơi muốn đi tìm chỗ chết mà. Nữ chính hoàn toàn nghĩ rằng nó là một trò chơi bình thường, trốn trong thang chuyển thức ăn. Rất lâu sau cũng không có động tĩnh gì, nữ chính thấy chán nên đành chui ra. Vừa chui ra ngó thì bị một bàn tay từ phía sau bịt miệng kéo vào phòng. Đó là chồng của cô ấy. Lúc này có một người phụ nữ đi vào, ngay sau một phát súng, người giúp việc ngã xuống đất tử vong. Sau đó chị chồng đến kiểm tra, phát hiện mình giết nhầm người. Nữ chính lúc này mới biết rằng đây không phải là một trò chơi trốn tìm bình thường. Anh chồng cũng thú nhận, luật chơi của trò chơi này chính là trước khi trời sáng, cả nhà phải giết chết cô ấy. Nếu không cả nhà sẽ chết, đây là sự thật. Lúc đầu chồng của cô anh cũng chính bởi vì trò chơi này mà bị cả nhà giết. Bây giờ toàn bộ lâu đài đã bị phong tỏa. Anh chồng đưa nữ chính mau chóng lên phòng, đi tới phòng camera giúp cô ấy mở đường. Chạy trốn trước đi đã rồi nói chuyện sau. Nữ chính ngục ngã. Chuyện quan trọng như vậy mà anh không nói với em sớm. Nói sớm chút thì ngay từ đầu em không nên lấy anh. Thôi chuyện đó bỏ qua đi. Ưu tiên hàng đầu lúc này là nhanh chóng trốn thoát. Nữ chính cởi bộ váy cưới ra bắt đầu chạy tìm đường thoát thân. Cô ấy chạy giữa hai cánh cửa. Rốt cuộc cánh cửa nào mới là cửa phòng bếp? Thôi chọn mưa một cái đi. Kết quả vừa mở cửa ra liền gặp đám người bố chồng xử lý thi thể của người giúp việc. Ha ha ha, trùng hợp quá nhỉ. Mọi người tiếp tục đi, đừng quan tâm tới con. Nữ chính vừa muốn chạy thì chị chồng ở sau lưng cô liên tục nổ súng. Nữ chính trốn thoát dễ dàng, viên đạn suýt chút nữa vô tình bắn vào người bố ở đằng sau. Xạ thủ giỏi, bị thích bị thích. Nữ chính vừa trốn vào phòng bếp, anh trai đẩy cửa bước vào, hai người đối mặt nhau. Không khí trong căn phòng này trở nên ngột ngạt. Anh trai đã phá vỡ sự bối rối trước, cho nữ chính 10 giây để chạy trốn. Sau 10 giây anh ấy sẽ bắt cô. Sau tiếng kêu lớn, mọi người tập trung đến phòng ăn. Chị gái giành lấy nọ của anh chồng, kết quả lại không cẩn thận giết thêm một người giúp việc, cứ như vậy ngã xuống. Nếu nữ chính không giết những người hầu trong nhà, có lẽ sẽ không dính líu quá nhiều, vì nữ chính quá mạnh mẽ. Ông bố đề nghị bật camera giám sát, nhưng làm như thế thì có chút mất mặt. Nữ chính vô tình tìm được một khẩu súng, thế là cầm súng đi thẳng vào phòng bếp. Đúng lúc quản gia đang ở trong đó nấu mì, nữ chính muốn nổ súng, ai ngờ súng này chỉ là đồ trang trí. Vì vậy cô đã lấy cái ấm và đập thẳng vào người quản gia. Người chồng trong phòng giám sát muốn mở cửa phòng bếp, trùng hợp người bố cũng mở cửa đi vào, anh chồng liền bị bố đánh gục tại chỗ. Cửa phòng bếp sẽ không mở. Nữ chính là chưa vào khoang chuyển đồ ăn trốn, ai ngờ lại có một cô giúp việc bên trong. Xin lỗi, trong này kín chỗ rồi. Liền tù tìm mấy người giúp việc đều bị giết. Cô ấy không thể hiểu được tình hình và chỉ có thể trốn. Nữ chính nói rằng không phải giết cô đâu, mà là giết tôi đó. Cô có thể cho tôi chút không gian không? Hả, muốn giết cô sao? Đến đây, cô ấy ở đây, con người đang hét này. Ai ngờ trong lúc đang hét lớn, vô tình nhấn công tắc tự mình ép mình vào chỗ chết. Kỳ lạ ở chỗ là số lượng người chết cứ tăng lên. Nữ chính trèo qua cửa sổ trốn vào vườn. Cô ấy nhìn thấy một tia sáng chiếu tới, vì vậy đã trốn vào chuồng ngựa. Ánh đèn lại chiếu tới, là con của chị gái. Cậu bé đưa súng lên ngắm bắn vào tay nữ chính. Nữ chính trúng đạn rồi, một đấm đánh ngã thằng bé. Không phải gia đình các người đều vô liêm sỉ như vậy sao? Nữ chính muốn tắt đèn tin, kết quả là một con cừu non đột ngột xuất hiện. Nữ tiếp viên bị hết hồn rồi ngã xuống hầm. Ở đây còn có cả xác của ông chú chồng bà cô. Sau một thời gian ngắn hồn lìa khỏi xác, nữ chính cố gắng trèo ra ngoài. Cô ấy đã vượt qua bức tường bị mắc kẹt và cuối cùng đã trốn thoát. Vừa đúng lúc gặp được một chiếc xe đi qua, nữ chính kêu to cứu tôi với. Chủ xe dừng lại nhìn nữ chính một cái rồi lái xe đi luôn. Hắn có còn là người không vậy? Nữ chính bắt đầu chạy điên cuồng. Không lâu sau, người quản gia đã lái xe đuổi kịp tới. Con dung xéo lắm cũng quằn, cô rút thắt lưng và trực tiếp bóp cổ quản gia, sau đó lái xe thẳng đến trung tâm thành phố. Không ngờ tên quản gia còn cao tay hơn, sớm đã gắn thiết bị theo dõi vào trong xe. Quản gia đập vỡ cửa kính ô tô và trực tiếp đánh thuốc gây mê, đưa nữ chính về lâu đài. Cả gia đình xem livestream vô cùng hài lòng. Nào ngờ một giây sau, quản giả đã bị nữ chính đánh ngất.
đảo ngược tình thế. Khi nữ chính bước ra ngoài, bố và anh trai đã đến. Họ bắt buộc phải giết chết nữ chính trước khi trời sáng, hiến dâng cô ấy cho người thân bí. Nghi lễ bắt đầu, mọi người đều uống thứ nước thánh kỳ quái. Vừa định xuống tay với nữ chính vì bỗng nhiên nôn mửa, hóa ra anh trai không nhẫn tâm nhìn một người nữa vì họ mà chết. Vì vậy, bí mật cho thuốc vào chất lỏng, anh trai bỏ trốn cùng nữ chính. Chị dâu dùng súng đuổi theo, nếu nữ chính không chết thì tất cả bọn họ phải chết. Thế là chị dâu nổ súng bắn chết chồng mình, thật là một người tàn nhẫn. Lúc này, vầng hào quang của nữ chính bùng nổ, lao vào cướp súng của chị dâu và đánh cô ta. Lúc đang chạy trốn thì tình cờ gặp bố chồng, trực tiếp ra tay, lấy đèn làm vũ khí phang luôn bố chồng, sau đó ném xuống đất, khiến dầu đổ ra sàn bốc cháy. Sau đó đến lượt mẹ. Lúc bà mẹ sắp bóp cổ nữ chính đến chết, nữ chính vớ được chiếc hộp thân bí, dùng hết sức đập chết người mẹ. Cảnh tượng này lại vô tình để người chồng nhìn thấy, người thân của anh chồng lần lượt chết hết. Cuối cùng, anh chọn hy sinh nữ chính. Anh ta giơ dao lên và đâm xuống không thương tiếc. Nữ chính đau đớn dùng chút sức lực cuối cùng vùng ra, nên vết đâm chỉ trúng cánh tay. Người cô mở rèm cửa sổ ra thì phát hiện trời đã sáng thật rồi, nhiệm vụ thất bại, tất cả đều phải chết. Nhưng mà, Yoha, tại sao vẫn chưa chết vậy? Có phải tất cả đều do con người làm ra không? Mê tín phong kiến giết người, nhưng người cô lại mê tín không tỉnh, vẫn phải giết nữ chính. Giây phút cô ta giơ chiếc rìu lên, cô ta lại tự nổ banh xác, rồi cả gia đình từng người một tự nổ banh xác trước khi người chồng đánh bom. Nữ chính từ từ rút nhẫn từ ngón tay ra. Anh chết hoặc tôi chết, kết hôn hoặc ly hôn, anh không thể trách em nhẫn tâm vì anh là người bắt đầu trước. Cuối cùng lâu đài bao trùm trong khói lửa. Nữ chính bước ra khỏi lâu đài, hôn lễ đẫm máu này lại trông đẹp lạ thường. Trò chơi chết người Ready or Not đã kết thúc. Câu chuyện này muốn nói với chúng ta, hãy tìm hiểu kỹ trước khi kết hôn nhất định phải thận trọng. Nếu như đối phương có bí mật gì, sẽ chết người đó. Được rồi, tôi là review chất, follow tôi để xem thêm những bộ phim đặc sắc khác. Xin cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ những video review phim của Review Chất. Và để tiếp tục ủng hộ chúng mình, đừng quên nhấn nút like, share cũng như là để lại comment xuống phía bên dưới để cho chúng mình biết về bất cứ bộ phim nào mà các bạn yêu thích nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!